Để nói rõ hơn cho các bạn hiểu là mình không có chưa từng tham gia bất cứ cái thử nghiệm thuốc nào cho chính cái bản thân mình, nhưng mà mình đã từng làm cho những cái công ty đó, và bạn đã từng làm bên phía văn phòng thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu cho những cái bác sĩ, những cái giáo sư, thì mình rất là có cái sự hiểu biết về thử nghiệm clinical trial, là giống như thử nghiệm lâm sàng thuốc. Thì khi mà trước khi mà nó đưa ra một cái loại thuốc nào, thì Mỹ nhất là nước Mỹ hay là Úc nữa, nó có cái càng lắm, nó phân tích dữ liệu kỹ lắm, nó thử trên cái máy móc, những cái mô hình trước, chẳng hạn như là nó compute, nó giống như nó thử trên cái computer, nó đặt ra những tình huống giả định, xong rồi nó mới bắt đầu thử trên cái con chuột. Sau khi mà đã thành công rồi đó, thì nó mới thử trên con người. Bởi vậy á, sao mà thuốc mình phát triển lâu như vậy? Chỉ có cái thuốc mà vaccine COVID là nhanh nhất thôi, tại vì cái đó là trường hợp quá khẩn cấp rồi. Còn cái thuốc mà nó đã lên tới con người rồi đó, thì nó rất là mất rất nhiều thời gian. Thì cái sự an toàn của nó là cũng có một cái an toàn nhất định. Mặc dù là nó không an toàn, khi nó không tuyệt đối, nó không bao giờ nó nói với bạn là ok thuốc an toàn tuyệt đối và đừng có lo, không không có vậy. Lúc nào nó chưa có ra thành cái thành phẩm cuối cùng thì lúc nào cũng có cái rủi ro nha. Nhưng mà cái rủi ro của nó là mình nghĩ là cho những cái người ung thư giai đoạn cuối đó, mà khi không còn khả năng đáp ứng những cái loại thuốc mà đã ở trên market, những cái thị trường, thì nên đăng ký tham gia những cái thử nghiệm thuốc như vậy. Thì để mình nói ra một cái câu chuyện như vậy, hồi cách đây 7 8 năm mình có nuôi một cái con chó, thì con chó này nó con chó lớn, thì lúc đó là mình thấy nó giống như là ăn uống rất là khó khó khăn, và mình nghĩ là nó đang bệnh cái bệnh gì đó rất là nặng. Thì mình không không biết là nó bị cái gì. Lúc đó thì đưa đi bác sĩ, thì bác sĩ cũng chỉ nói là nó già rồi, thì cũng đại khái vậy, thì cũng nghĩ vậy đi. Khi mà lúc đó mình đang còn làm cho cái công ty ở dưới Andover, thì nó đang thử nghiệm một cái loại thuốc, mà cái thuốc này mình không có nói tên tại vì nó là tính bảo mật. Nhưng mà cái thuốc này được nghiên cứu ở bên Nga, xong rồi được phát triển thêm ở bên Mỹ. Thì cái thuốc này nó không phải là thuốc trị ung thư, nhưng mà là cái thuốc điều trị chung với lại ung thư, những cái hóa trị bệnh những cái thuốc hóa trị cho người ung thư. Những cái người mà bị ung thư mà khi mà trị bằng hóa trị á, thì rất là mất sức, ăn uống không được, chính vì mà nó diệt những cái tế bào khỏe luôn á, thì nó làm cho cơ thể mình rất là kém ăn. Thì cái thuốc này nó được phối hợp để mà giúp cho bệnh nhân ăn uống ngon hơn. Thì cái cơ chế của nó mình cũng không có nói đây, tại vì nó cũng là thuộc tính bảo mật. Nhưng mà khi mà cái ông boss của mình, ông nghe là con chó của mình nó bị vậy, thì ông lấy khẩn chừng có chừng một mẫu nhỏ thôi, một cái thuốc chút xíu, một cái hộp powder thôi. Ông nói là thôi thì mày thử trộn cái thuốc này cho con chó nó ăn đi, cái này không phải là thử coi là nó có khá hơn không. Thì nó chỉ có khoảng chừng rất là yêu quý chó mới lại thú vật mới lại cả. Thành ra ông đưa cho mình cái chai thuốc đó. Thì cái chai thuốc này ông cũng dặn là đừng có uống nha. Thì dĩ nhiên nó còn đang thử nghiệm, không có uống. Nhưng mà khi mà mình về mình trộn chung với lại cái đồ ăn cho con chó thì nó rất phát triển nha. Chừng 3 ngày sau thôi là tự nhiên cái nó không có biếng ăn, mà nó còn vật lộn với mình nữa. Thì dĩ nhiên là lúc đó thì con chó nó chừng 6 7 tuổi rồi, nó cũng già chứ không phải là nhưng mà nó có tác dụng. Nó không nó chừng 3 4 ngày sau thôi mình thấy có tác dụng rõ rệt luôn á. Mà mình không có xin thêm, tại vì nó là cái giới hạn thôi, là vì cái một cái loại ống chỉ có một cái mẫu nhỏ để mà ông nghiên cứu thôi, thì chắc chắn là ông không có đưa thêm cho mình. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là nó có cái sự tác dụng cho những cái loại thuốc mà đang thử nghiệm lâm sàng. Dạ, chúng có một cái trường hợp như vậy nè, thì lâu rồi khi còn còn ở Việt Nam, có trường hợp rất là lâu.